Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Sáng nay mùng 9 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc, động viên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận và biểu dương lực lượng công an thủ đô đã nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những vất vả, hy sinh, khó khăn mà lực lượng công an thủ đô đã và đang phải đối diện trên mặt trận phòng chống dịch bệnh phức tạp này. Đồng thời mong muốn lực lượng công an thủ đô tiếp tục cố gắng, phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào công tác bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn tình cảm của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác. Đồng chí khẳng định, lực lượng công an thủ đô nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt tạm giam hai đối tượng là Chu Hoàng Khương, sinh năm 1981 và Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1984, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào chiều ngày 1 tháng 4, hai đối tượng Cương và Tuấn trong lúc đi lang thang phát hiện chiếc xe Way để trước cửa nhà số 35B Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm nên đã dùng vam phá khóa trộm cắp xe rồi cất giấu tại ngõ 762 Bạch Đằng tiêu thụ. Qua rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm và đã triển khai bắt giữ Cương và Tuấn vào tối cùng ngày. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định. Thưa quý vị, tại huyện Ứng Hòa, tổ công tác gồm công an huyện phối hợp với công an xã Hòa Nam cũng đã kịp thời phát hiện bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi sử dụng ma túy. Ngoài vi phạm các quy định về mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, hành vi tụ tập đông người thời điểm này còn vi phạm các quy định về thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua, lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Ruby ở thôn Nam Dương thì bắt quả tang 24 đối tượng, gồm 11 nam và 13 nữ, có nghi vấn liên quan đến ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Xuân Kiện, nhân viên quản lý quán hát đã có hành vi bán ma túy cho các đối tượng để sử dụng. 6 đối tượng khác có hành vi tàng trữ chất ma túy. Tại hiện trường đã thu giữ gần 2,6 gram ketamine cùng một số tang vật liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau hơn một tuần thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều chấp hành tốt theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khi các ca lây nhiễm giảm đi, nhiều ca được trị khỏi, hàng ngàn người hết thời gian cách ly y tế được trở về nhà trong thời gian gần đây đã khiến cho một bộ phận người dân chủ quan, lơ là, coi thường các quy định về công tác phòng dịch. Trước tình trạng này, Công an Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Hình ảnh được ghi lại chiều ngày hôm nay trên các tuyến phố của thủ đô, mật độ người tham gia giao thông khá đông đúc. Rõ ràng việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, mỗi người đứng cách nhau 2 mét đang chưa được một bộ phận người dân nghiêm chỉnh chấp hành. Ở Hà Nội thì cái diện tích nhà ở nó cũng không được rộng lắm, rất là bí bách, cho nên người ta cũng muốn ra ngoài để hưởng cái không khí ngoài giờ. Hiện tượng này thì tôi cũng thấy là hai ngày hôm nay là bắt đầu cái sinh hoạt của dân của Hà Nội nói chung và của phố tôi, phường tôi nói riêng là cũng bắt đầu thấy đông trở lại. Như thế cũng là một cái hiện tượng là chủ quan. Còn tại một số khu vực ở ngoại thành Hà Nội, mặc dù lực lượng chức năng bố trí nhiều chốt chặn, tuyên truyền có, xử phạt có, thế nhưng người dân vẫn lơ là chủ quan. Thậm chí người đàn ông này còn ngang nhiên ra đường nhưng không đeo khẩu trang. Người dân cơ bản là chấp hành. Còn đối với những trường hợp mà sau khi mà chúng tôi đã làm công tác tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn nhưng mà không chấp hành thì chúng tôi đã buộc phải lập biên bản xử lý. Cái việc mà người ta ra đường mà không đeo khẩu trang cũng như là không có lý do chính đáng là vi phạm về cái chỉ thị cũng như là làm công tác phòng chống dịch. Không phủ nhận, hơn một tuần qua, kể từ khi chỉ thị giãn cách xã hội được ban hành, không ít người cảm thấy ngột ngạt, tù túng vì mọi hoạt động chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp. Tuy nhiên không nên vì bất cứ lý do gì mà chủ quan khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nếu như bây giờ mọi người chỉ cần chủ quan một giây thôi là có thể là cái số lượng ca chúng ta lại tăng lên. Thì đấy là cái mà chúng ta cần ở nhà để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
Công cuộc chống dịch COVID-19 không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp các ngành mà còn rất cần sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân. Thế nên việc từng người dân phải cố gắng hết sức để ở trong nhà là điều vô cùng cần thiết trong những ngày này. Bản tin 141 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.